Kể từ năm 1998, sau khi ni trưởng Nhật Khương thành lập bếp cơm từ thiện, đến nay mỗi ngày chư ni và Phật tử chùa đều chu đáo chuẩn bị những phần cơm chay để tặng các hoàn cảnh khó khăn. Nếu như những ngày đầu còn khó khăn, chùa chỉ thực hiện được 20 suất cơm, thì 10 năm nay với sự tin yêu ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm, mỗi ngày chùa cung cấp 500 phần cơm đến các bệnh viện trong tỉnh. Tất cả mọi đóng góp thì đều phải của cái nguồn từ của Phật tử, nhất là các cái tiểu thương buôn bán ở chợ Đồng Xoài này. Vì quý vị ấy có khi đem đến chiều bán lại còn cái gì đó thì đem đến chùa. Và có khi để trước cửa chùa, mình tụng kinh hay gì thì các vị lặng lẽ để đó cũng không cần biết đó là ai cho. Rồi gạo cũng cứ phân đến để cho. Rồi mình đi đám thì các vị ấy đến hồi hướng chùa thì mình thấy rằng thầy trò ăn thì đâu có hết, cho nên giờ mình phải làm sao để cho nó có lợi ích cho. Cho nên mới tổ chức nấu cơm là như vậy. Có người nhà nằm viện gần một tuần nay, nên ông Thường đã quen với việc đến sớm xếp hàng nhận cơm từ thiện tại bệnh viện. Những suất cơm chay nóng hổi được chư ni trao tận tay đã giúp ông Thường cảm thấy ấm lòng, sự khó khăn cũng phần nào được xoa dịu. Thì trong cái tỉnh Bình Phước này thì đa phần là người dân cư lập nghiệp nghèo khổ cơ. Cho nên cái việc làm này hết sức là ý nghĩa và có tính nhân văn. Thì nó cũng đỡ cho cái tiền nông mình khỏi phải để tập trung vào cái vấn đề thuốc men, chứ không phải lo ăn. Thì khi tôi nhận cơm chay ở đây thì thấy là cơm ngon, đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm cho sức khỏe cho người bệnh và người nuôi ở đây. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những người con Phật nơi đây mong rằng bữa cơm từ thiện như niềm vui, nguồn động viên để bệnh nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật.